Rồi, hello anh em. Thì mời anh em quay đến kênh mình ha. Mình là Factory Automation. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ series về truyền thông Matrix R2 RS 4.5 với Bitstream Mitsubishi nha anh em. Rồi, thì đây là kênh YouTube của mình ha. Thì mình sẽ chuyển qua phần video ha. Thì như những bài chia sẻ trước á, là mình đã chia sẻ với anh em về phần giao tiếp Matrix R2 với PC nè. Đọc tín hiệu ha. Đọc tín hiệu, ghi tín hiệu và ghi dữ liệu ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em về phần đọc về dữ liệu ô nhớ D từ BC Mitsubishi lên Python nha anh em. Rồi thì như những bài trước á, thì để thực hiện được những yêu cầu đó thì anh em cần đấu nối với mình cho đúng cái đúng dây cũng như là những chân kết nối nha anh em. Thì anh em có thể mở lại những cái bài phía trước mà mình xem lại những chân kết nối nha anh em. Rồi thì đầu tiên thì mình sẽ mở chương trình Visual Studio Code ha. Thì phần code PLC á, là mình đã chia sẻ ở những video trước nha anh em có thể tải về và thao tác cũng như là thực hành nha anh em. Thì đây là đoạn code mẫu xuyên suốt trong cái quá trình mà chúng ta chia sẻ về truyền thông Matrix R2 rất 4.5 nha anh em. Rồi thì mình sẽ mở Visual nha. Rồi thì ở đây mình sẽ chuyển qua cái bài hôm nay mình học sẽ là cái bài Brick ô nhớ D anh em. Brick ô nhớ D thì ô nhớ D của mình nó sẽ là cái ô nhớ cái dữ liệu của chúng ta từ dưới BC và gửi lên Python của chúng ta ha. Rồi thì đầu tiên á, anh em quan tâm giùm mình nha, cũng như những bài trước thì cái thư viện BMatplotlib á, là cái thư viện mà chúng ta giao tiếp chính cho cái ứng dụng của chúng ta ngày hôm nay ha. Thì ở đây mình sẽ sử dụng phiên bản là 2.5.3 nha anh em. Rồi phiên bản 2.5.3 Matplotlib nha anh em. Matplotlib nè. Thì đây mình sẽ khai báo cái thư viện của mình ha. Thư viện của mình và để cài đặt như thế nào là mình đã chia sẻ những bài trước nha anh em. Anh em có thể tải về và xem ha. Rồi, thì đầu tiên á thì anh em import cái thư viện Matplotlib của chúng ta vào. Tiếp theo là anh em sẽ khai báo phần chương kết nối nha, khai báo phần kết nối. Phần kết nối thì ở đây á, phần kết nối của mình á, là mình đang sử dụng là cổng cơm 1 cho giao tiếp truyền thông R2 RS 4.5 nha anh em, bằng cái USB chuyển đổi cầm vạch nha. Rồi thì ở đây là mình gắn USB vô cơm 1 quá, là mình để đây cơm 1 anh em, cơm 1 ha. Rồi tiếp theo là tới cái baud rate là tốc độ truyền của chúng ta, thì ở đây mình sẽ truyền với tốc độ là 9600, thì mình để đây 9600 ha. Rồi thì cái quan trọng anh em cần lưu ý sẽ là cái unit nè, cái unit nè là cái địa chỉ slave của PC của chúng ta này ha. Thì cái địa chỉ này số 3 này ở đâu anh em? Số 3 này nó sẽ nằm ngay đây cho anh em. Đây, ngay đây nè. Đây K3 sẽ là số 3 nha. Nếu trong quá trình mà chúng ta sử dụng thì chúng ta thay đổi cái số này á, ví dụ như số 2, số 5, số 6 gì đó thì chúng ta cũng thay đổi trong đoạn code này nha anh em. Cho nó phù hợp với con PC của chúng ta ha thì nó mới chạy được ha. Rồi, thì tiếp theo thì anh em mình cần khai báo phần kết nối, khởi tạo kết nối ha. Thì đây mình sẽ sử dụng cái cấu trúc sẽ là Lion bằng Smart Bus Serial Lion nha anh em. Thì cái method của mình á, là mình đang sử dụng là Smart Bus R2. Thì mình sẽ sử dụng như đây là Smart Bus R2 anh em. R2. Rồi, tiếp theo á, là về phần cơm bọt á, thì mình đã khai báo phần trước rồi nè, là cơm 1 ha, thì anh em để đây cơm 1. Rồi, bằng baud rate á thì cũng khai báo đến đây 9600. Đó. Rồi, về phần priority á thì để none nha, none á. Rồi chữ E thì là event. Nhưng mà ở đây mình sẽ dùng 5 thôi. Còn cái bit size mình nó sẽ là 8 nha anh em. Bit size là 8. Top bit của mình nó sẽ là 1 và timeout của mình nó sẽ là 1 luôn ha. Thì đây anh em muốn timeout nó lâu hơn xíu thì anh em tăng thời gian lên anh em. Rồi, thì tiếp theo sau khi mình đã cấu hình được cái chân kết nối là cũng như khởi tạo được kết nối thì mình chỉ cần kết nối PC thôi bằng cái câu lệnh là client.connect ha, thì nó sẽ kết nối với PC của chúng ta. Rồi, sau khi kết nối xong á thì mình sẽ thực hiện việc đọc dữ liệu từ dưới PC lên Python của chúng ta ha. Thì ở đây á mình đang ví dụ là đọc cái địa chỉ ô nhớ đây không anh em. Đây, đọc rồi đây không ha, địa chỉ mất bết đây không là sẽ là không ha. Đây, địa chỉ mất bết của đây không sẽ là không. Rồi, nếu bây giờ sẽ là D2 như thế nào anh em? Nếu D1 đi, nếu đây D1 quá thì đây sẽ là một anh em. Tương tự sẽ là đây 2 thì đây sẽ là 2. Rồi N
thì đây với anh loại anh em, ok với anh em. Rồi thì nếu mà sau khi mà xác định được cái địa chỉ mình cần ghi nè, địa chỉ mình cần ghi nha, địa chỉ UD mình cần đọc lên á, thì tiếp sau đây mình sẽ thực hiện cái câu lệnh là cái result của mình á sẽ bằng cái lion.read nè, holding reader nè anh em, là đọc những cái ô nhớ D ha, ô nhớ D lên. Rồi sau khi mình đọc đôi lên á thì mình sẽ điền cái địa chỉ mà mình cần đọc lên. Ở đây mình điền không nè, tại mình đang muốn đọc là D0 lên ha, thì điền cái không. Nếu anh em muốn đọc D khác á thì anh em chỉ điền số khác thôi, D1 quá điền số 1, D2 điền số 2 nha. Rồi ở đây là cái khâu này nè, là cái anh ghi mình cần đọc lên ha, là số lượng á, số lượng anh ghi mình đọc lên á. Còn cái này sẽ là cái unit của mình, nó sẽ là cái địa chỉ slay của chúng ta. Thì mình ở trên là mình đã khai báo ba nè đó, thì ở đây mình giữ nguyên là sẽ là ba nha anh em đó. Thì sau khi mà mình đã thực hiện việc câu lệnh đọc từ BC lên thì mình sẽ kiểm tra nó ha. Nếu mà cái result của mình á bằng lỗi, nó lỗi á, thì nó sẽ in ra cho terminal của chúng ta nè, in dưới đây nè, thì là đổi đọc giá trị D0. Còn ngược lại nếu lấy thành công á thì nó sẽ đọc và lấy giá trị của chúng ta lên ha, và in ra màn hình cho chúng ta biết là giá trị của mình bằng bao nhiêu luôn đó. Thì sau khi đọc xong á thì mình sẽ đóng kết nối lại ha anh em, đóng kết nối lại thì mình sẽ chạy một lần thôi, thì mình sẽ đóng kết nối lại ha. Rồi thì sau đây mình sẽ chạy thử cho anh em xem cái kết quả như thế nào anh em. Rồi thì ở đây á thì mình sẽ tiến hành chuyển qua PC và mình cài đặt cái ô nhớ D này cho nó bằng một giá trị mà mình mong muốn, để rồi mình hiển thị lên cái Python của chúng ta ha. Rồi thì mình chuyển qua cái cuộc 2 nha, có trên PC nha. Rồi thì đầu tiên á thì ở đây á là mình đang cho ô nhớ D sẽ là bằng D46 nè, đây D0 bằng giá trị là 46 nha. Thì ở đây mình muốn thay đổi nó đi, thì mình sẽ chuột phải ở đây và bấm vô phần debug nè, chọn modify value nè. Rồi thì mình muốn thay đổi nó, giá trị của nó sẽ là bằng 85 đi, 84 đi. Rồi 84 nha, mình set nó. Rồi sau khi mình set xong á thì giá trị của giá trị của D0 á nó sẽ là 84 nha anh em. Rồi sau đây mình sẽ đọc từ dưới BC lên Python nha anh em, bằng những đoạn code mình vừa viết xong ha. Thì mình sẽ chuyển qua cái Visual và mình bật nhỏ lại ha. Rồi thì ở đây á mình chỉ cần đây đó, anh em thấy không, 84 ha. Thì ở đây mình chỉ cần chạy đoạn code mình thôi ha. Rồi mình bấm run Python file nè. Đó anh em thấy không? Thì giá trị đây không sẽ là 84 ha anh em. Đó. 84 nè. Rồi sau đây mình sẽ thay đổi đi. Thay đổi nó. Mình sẽ thay đổi cái số này thử lại một lần nữa ha. Mình thay đổi đó là 16 đi. Set. Đó, thì giá trị của đây không nè. Nó là 16 anh em. Giá trị của đây không bây giờ nó sẽ bằng 16 nè, anh em thấy không? Đó. Thì mình sẽ đọc lên một lần nữa ha. Rồi mình nhấn vô đây, rồi nhấn vô run Python file nè. Đó, thì giá trị của đây không bằng 16 ha. Rồi nếu ở đây mình muốn đọc giá trị của D1 đi, thì mình chỉ cần sửa cái phần mà address đây nè, thì bằng 1 ha anh em, bằng 1. Và cái mình sẽ sửa cái phần run ra cái terminal của chúng ta cho nó đúng luôn nha. Thì D1 nè, đó 1. Rồi 1. Rồi thì mình sẽ đọc thử cho anh em xem ha. Thì ô nhớ đây không ở đây á thì nó đang có giá trị là không anh em, đây không nè. Thì mình đọc thử cho anh em xem ha. Đó thì giá trị của D1 sẽ là không nè anh em, thấy không? Rồi sau đây mình sẽ thay đổi giá trị của D1 cho anh em xem ha. Rồi mình sẽ thay đổi giá trị của D1 và chuột phải ở đây bấm bằng debug và modify value. Rồi sau khi được hiển thị cái ô bảng modify value á thì anh em nhấn vào gọi là 93 đi. Đó, mình đang set giá trị của D1 là 93. Thì sau đây mình sẽ qua Python Visual Studio Code và mình chạy anh em. Rồi, bấm run thôi. Đó, anh em thấy chưa? Thì cái số 93 này nó đã hiển thị lên Python của chúng ta anh em. Visual của chúng ta rồi đó. Rồi, thì để
Như ứng dụng này á, là mình đã đọc từng ô nhớ thanh ghi từ dưới PC lên Visual Studio Code chúng ta ha. Rồi thì sau đây á, thì mình muốn đọc từ D0 tới D10 á, thì mình sẽ thực hiện như thế nào nha, thì mình sẽ chia sẻ anh em tiếp theo ha. Rồi thì đây là cái bài mà mình đọc từ từng ô D nha anh em, mình đọc từng cái D lên. Rồi thì sau đây mình sẽ chuyển qua cái chương trình mình đọc từ D0 tới D10 anh em thêm ha, đọc nguyên một cái những câu, đọc nguyên một giải luôn để cho em biết được ha anh em. Rồi thì đầu tiên á, là mình sẽ chuyển qua cái đoạn code từ D0 tới D10 nè. Đó thì ở đây á, anh em cũng sử dụng phiên bản là Modbus 2.5.3 anh em. Rồi thì những cấu hình như nhau anh em, cấu hình cũng như khởi tạo kết nối với PC như thế nào á, thì như nhau. Rồi anh em chỉ quan tâm thì mình cái phần này ha, cái phần này đó. Thì ở đây á, thì mình sẽ sử dụng một cái hàm đó, thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái hàm trai ha, hàm trai và test nè. Rồi thì cái result của mình á vẫn là ha, cái result của mình á thì nó vẫn có câu lệnh như sau ha, client.read holding director ha, address nè, thì address này á, sẽ là cái địa chỉ bắt đầu của chúng ta ha. Còn cái khâu này nè thì cái là cái số lượng thanh ghi mà mình cần đọc lên, thì từ D0 tới đến D10 sẽ là 11 ha anh em, sẽ là 10 11. Rồi thì mình sẽ để đặt cái đây là 11 ha, và cái unit của mình sẽ lấy bằng 3 luôn đó. Rồi thì từ đây thì mình sẽ kiểm tra kết quả của mình, nếu mà nó lỗi á thì mình sẽ in ra giá trị từ D0 cho D10 sẽ lỗi ha, và ngược lại nếu ok đã đọc thành công từ dưới PC lên máy tính của chúng ta ha, thì mình sẽ in ra giá trị của từng OD cho anh em xem ha. Đó thì sau khi đã chạy xong á, thì mình sẽ đóng kết nối của mình lại ha, thì mình sẽ chạy một lần thôi. Rồi thì sau đây mình sẽ chạy thử cho anh em xem cái kết quả như thế nào anh em. Rồi mình run nè, đó anh em thấy chưa, giá trị của D0 mà 16 nè, D1 93 nè, D10 và 16 nè, đó anh em thấy chưa. Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua PC và mở cái phần tab divan cho anh em xem ha. Rồi mình chuyển qua D0 nè, đó anh em thấy chưa, từ D0 tới D10 đây, từ D0 tới D10 ha, sẽ có là D0 bằng 16 nè, D1 bằng 93 và D10 bằng 16 nè. Đó thì kiểm tra anh em đây, đó thì đúng rồi nha anh em. Thì mình sẽ thay đổi một lần nữa cho anh em xem cái kết quả như nào ha. Thì mình sẽ sửa đây sẽ là cái 52 67. Rồi 52 67 nha anh em, D0 bằng 52, D1 bằng 67, D10 bằng 52 nè. Đó thì mình sẽ trả thử lại một lần nữa cho em xem ha. Rồi mình bấm run button file nè, đó em thấy chưa, thì dữ liệu á, từ dưới ô nhớ D á, nó đọc lên máy tính của chúng ta nha anh em. Đó đọc lên máy tính của chúng ta ha. Thì cái đoạn code này khác cái đoạn code lúc nãy là ở chỗ nào ha, thì nó đã khác cái phần này anh em, ở đây anh em, phần khâu nè. Thì ở nãy á, sẽ là cái đọc từng cái D á, thì sẽ là một bằng một, và mình nếu mà mình đọc một giải luôn thì mình sẽ sửa cái số này á, là cái số mà cái số lượng mình còn đọc ha, và cái address này sẽ là cái mà mình bắt đầu nè. Đó thì đây là đoạn code đọc dữ liệu từ dưới PC lên máy tính của chúng ta anh em. Rồi thì bài sau mình sẽ chia sẻ với anh em về phần đọc dữ liệu kiểu log lên PC nha, log lên Visual của chúng ta ha, là đọc kiểu số thật các anh em. Rồi thì nếu anh em thấy video nào hay và ý nghĩa thì cho mình một like và subscribe để kênh phát triển nha anh em. Rồi cảm ơn em.